thông tư ban hành mục đích hay ghê. Nhưng trong khi trên đưa vào thực hiện, trong khâu chưa xong không còn hiệu nghĩa. Chạy hết năm nay chẳng biết thế nào. Nào là đổi thay, nào là giảm tải, lời thì thật hay làm toàn ngược lại. Trời ơi, từng lời của ta thì là cỏ dại, từng lời bề trên nghe xong là lệnh đóng ngưng. Bao nhiêu năm rồi cải cách vô biên, nhưng do đâu chưa mang về thành quả. Trong khi thêm bao như là hậu quả, liệu có ai kia nhận trách nhiệm về. Trong khi thêm bao như là hậu quả, liệu có ai kia nhận trách nhiệm về.